sớm việc đầu tiên mình làm đó là đi tìm cái viên uống thảo mộc tái xuân này thành phần từ thảo mộc thiên nhiên cho nên cực kỳ an toàn và lành tính đấy đây này viên uống tái xuân một ly nước 15 đến 20 viên hoàn ngày uống 2 lần sáng và tối hầu hết các chị em phụ nữ chúng ta đều bị suy giảm nội tiết tố sẽ dẫn đến nhiều triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, nổi muộn, rối loạn tiêu hóa, mất tập trung, mệt mỏi, tăng hoặc là giảm cân, đặc biệt là chu kỳ kinh nguyệt không đều. Bổ sung lại tiết tố hàng ngày. Hết rồi. Đây là đây là hộp thứ hai rồi. Đây, tái xuân. Điều kinh hỗ trợ các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố, thiết kế rất là đẹp. Chị em sau sinh trên 30 tuổi phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh sử dụng bổ sung nội tiết tố hàng ngày. Nguyên nhân của cáu gắt ăn không ngon, ngủ không ngon, da xấu, chức năng sinh, sinh lý suy si giảm là do đây. Do cơ thể của mình bị thiếu hụt nội tiết tố. Đây là mẫu cũ viên uống thẩm mộc tái xuân. À, hiện nay đã có mẫu mới hồng xuân chỉ thay đổi về tên thôi và mẫu mới hồng xuân này á nó có thêm cái thành phần là xâm tố nữ nữa uống hàng ngày hai lần sáng tối đều đặn như vậy để bổ sung nội tiết tố cho chị em phụ nữ